Năm 1825, việc xây dựng đường hầm dưới nước đầu tiên trên thế giới đã được tiến hành bằng công nghệ máy khoan hầm. Để đường hầm không bị nước sông đè xuống trong quá trình đào, các kỹ sư đã phát minh ra khung chắn đường hầm. Đây cũng là loại máy khoan hầm sớm nhất được lấy cảm hứng từ loài nhuyễn thể có tên là hà đục gỗ. Trên đầu loài này có lớp vỏ cứng với răng cưa, giúp chúng có thể dễ dàng khoan xuyên qua gỗ cứng. Tuy nhiên, theo thời gian, gỗ ướt sẽ nở ra do nhiệt và có khả năng kẹp con hà ở trong. Vì vậy, hà đục gỗ đã tiết ra chất nhầy xung quanh cơ thể. Sau khi chất nhầy này cứng lại sẽ tạo thành một lớp vỏ bảo vệ cứng để bảo vệ cơ thể nó khỏi bị tổn thương. Dựa trên nguồn cảm hứng này, các kỹ sư đã chia tạo ra 36 ô cửa làm việc nhỏ. Mỗi ô cửa có một công nhân chịu trách nhiệm đào. Mặt trước của giá đỡ là các tấm gỗ có tác dụng không cho bề mặt công trình có thể sập xuống bất cứ lúc nào. Mỗi khi người công nhân dỡ một tấm ván ra, anh ta sẽ đào tiếp 10cm đất nữa. Khi đào hết toàn bộ lớp đất, trụ đỡ sẽ được đẩy về phía trước. Phần rỗng được đỡ bởi tường gạch và xi măng và đẩy dần về phía trước cho đến khi đào thông đường hầm. Nhưng phương pháp đào hầm này quá chậm và chỉ phù hợp với điều kiện địa chất mềm như ở sông Thêm. Vì vậy, để vượt qua con sông Mercy dài hơn và dưới đáy chứa đầy đá, các kỹ sư đã phải nghĩ ra một giải pháp khác tốt hơn. Lúc đầu họ định dùng thuốc nổ để đào đường hầm. Tuy nhiên, do phần nền đá ở vùng đáy cửa sông có nhiều đứt gãy, khi nổ mìn dễ làm mở rộng những chỗ đứt gãy và khiến nước sông chảy ngược lại. Vậy nên các kỹ sư đã phát minh ra một loại máy vừa an toàn vừa có khả năng đào hầm nhanh chóng. Đây cũng chính là khởi nguồn của máy đào hầm hiện đại. Đầu trước của máy có một cánh tay quay cực lớn, được trang bị đầu dao sắc bén, có thể cắt đá rồi vận chuyển đá đã cắt ra xe đẩy qua hệ thống băng truyền. Khi máy cần di chuyển về phía trước, bộ phận kích sẽ nâng phần phía trên lên khỏi mặt đất, sau đó giá đỡ phía dưới tiếp tục trượt về phía trước. Quá trình này lặp đi lặp lại cho đến khi đào xong đường hầm. Tuy nhiên, với sự tiến bộ không ngừng của khoa học công nghệ, máy đào hầm đã có nhiều cải tiến so với những loại máy đời đầu. Đầu máy hiện đại có một đầu cắt quay được trang bị nhiều dao cắt, khi quay có thể mài liên tục vào lớp đá trong khu vực thi công và vận chuyển đá đi bằng hệ thống băng tải dài. Tiếp đó, cánh tay robot sẽ xếp một lớp khung thép lên vách hầm và phun một lớp bê tông lên trên để làm vách hầm chắc chắn hơn. Khi máy đào hầm tiếp tục tiến lên, các công nhân phía sau sẽ tiến hành trải một lớp nền bê tông xuống dưới đáy hầm. Cuối cùng là lắp đường ray xe lửa vào, và thế là một đường hầm hoàn chỉnh đã ra đời. Nhưng khi đường hầm ngày càng dài hơn thì những vấn đề mới lại nảy sinh. Năm 1988, người ta bắt đầu xây dựng một đường hầm qua eo biển Anh dài 50 km để nối Anh và Pháp. Lúc này các kỹ sư cũng phải đối mặt với một vấn đề mới. Vì dưới đáy eo biển Anh có đá phấn nên rất thích hợp để xây đường hầm. Nhưng điều khiến các kỹ sư đau đầu là lớp đá phấn này bị nhấp nhô. Cho nên họ cần xây dựng đường hầm thật chính xác, phải bám theo các khối đá phấn nhấp nhô dưới đáy biển. Vấn đề bây giờ là cần làm cách nào để đảm bảo rằng đường hầm đào từ hai đầu sẽ gặp được nhau ở đoạn giữa. Đầu tiên, họ khảo sát địa chất và đo độ sâu của lớp đá phấn. Tiếp theo là tính toán để vẽ ra một đường đi qua tâm lớp đá. Sau đó gắn một thiết bị thu laser trên vách hầm và máy đào để truyền và nhận tọa độ, giúp điều khiển phương hướng của máy đào hầm. Khi đến chỗ rẽ sẽ định vị lại tia laser để định hướng chính xác phương hướng máy chạy. Vậy là đến ngày 1 tháng 12 năm 1990, cuối cùng hai cỗ máy đào đã gặp nhau ở đúng trung tâm đường hầm. Đường hầm này cũng trở thành đường hầm dài nhất thế giới lúc bấy giờ. Video đến đây là hết rồi. Lưu ý, nội dung trong video đã được thêm thắt biến tấu một số chi tiết để lôi cuốn hơn. Đừng quên like và follow kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.